Ngày mới Tấn chào khán giả nha. Bây giờ chúc ngày mới cô chú anh chị ngày mới vui vẻ và thành công. Bữa nay Tấn mua được cái này mình đi nhà các bạn. Mình thủ coi có được nhiều hay ít, nhưng mà mình chơi nguyên cái show luôn các bạn nha. Mình theo chân Tấn đi thăm cậu nghe các bạn. Có cậu đêm nha các bạn. Đấy, các bạn này, cá dính câu các bạn nè, đợi cho các bạn xem để ăn sáng nè, dính cá các bạn. Ủa, cái kia các bạn, ngon rồi nữa các bạn, kia bự nha các bạn, ngon rồi nữa các bạn. Anh lấy miếng nước nè. Có mình bữa nay mình sắm được cái thùng nha các bạn. Đó. Cái chi ngon lành các bạn ạ. Thơm quá. Mới dính à. Nè, cái chi các bạn ạ. Ngon. Để nó lại. Ngon chi bà, bắt mồi nha. Mình có mồi chung các bạn. Cái ấy lưới tới ấy câu tới quặng câu ấy quặng câu các bạn. Cái này ngon dữ, ngon nè, coi bạn nè, con cái chen các bạn. Rồi cho vô. Đây đây. Chả nè. Nè. Chiên các bạn. Nè, chiên con cá chiên nữa các bạn. Nè. Ồ, sốt bổ các bạn. Chiên các bạn. Chị đâm rồi các bạn. Chiên nó dữ lắm các bạn. Nè, cá chiên các bạn. Ăn vô chúng có mắt nó các bạn. Hai con các bạn nha. À, hai con các bạn nha. Bị mắt hả? Con mồi. Các bạn, cái giống như các bạn. Các bạn xem. Mắc câu luôn các bạn. Nè. Các bạn. Cái chê của. Ủa gãy luôn các bạn ơi. Gãy câu luôn. Đông lên chê. Ủa các bạn ơi. Gãy câu luôn các bạn ơi. Quá đã các bạn à. Câu. Thế đi. Tắm hết mình nhát các bạn. Tắm đi. Nút lưỡi luôn các bạn ơi. Nút lấy lưỡi nè. Lấy về lấy nha. Nút lưỡi là mình lấy luôn cần về luôn các bạn nha. Bỏ luôn. Nút lưỡi các bạn. Ba con các bạn. Gãy cần luôn các bạn. Chín nha các bạn ơi. Chín cá nha các bạn. Nè. Cá thác lát cái gì á? Cá gì á? Cá thác lát. Cá thác lát các bạn. Đúng rồi, cá thác lát. Các bạn. Lát nha các bạn. Cá thác lát các bạn. Cá thác lát. Cá thác lát. Lát nó cũng dậy dữ các bạn, quấn quấn lưỡi luôn nè.
Chơi quán lưỡi rồi. Quán lưỡi không? Con nhỏ này nó bỏ nữa. Các bạn xem, các bạn cá giống như là cá thác lát nữa, cá thác lát nữa các bạn ơi, còn lại các bạn nha. Các bạn ơi, cá thác thì dễ mở rồi các bạn ơi, đã mà đâu đưa ra thác lát ha. Thác lát chơi một trùng quắc 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 dễ với thắt lắm. Các bạn cá dính các bạn ha. Cá chê nữa, quá trời ngon luôn, quá trời đã các bạn ơi. Đã em đang có bạn bắt cái làng bạn cầm đầu lắm tù đá các bạn ơi, trời ơi sướng 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 bạn ơi. Okay, ngon. Cầm tay ngược rồi ngược có khó tháo không à. Chè các bạn, chè bán các bạn, bốn con cá chê các bạn, bốn con cá chê, con làm các bạn nha. Để các bạn coi, cá dính cá nè các bạn, bắt con câu luôn các bạn, con làm các bạn. Câu mà hôm như con đứng này đúng không này nữa ừ. Tối đây còn đây cũng còn rồi cầm đang qua bốn các bạn cẩn thận cầm nước lắm rồi các bạn. Cá dính các bạn rồi cá có gì quên nè thắt lát cá thắt lát nữa các bạn à, thắt lát mà cá thắt lát còn đang ngộp rồi nè ngộp các bạn bự các bạn ngộp nó bự quá ngon ngon. Thank you.
Tưởng như tưởng đi thăm câu về các bạn, câu đêm các bạn. Nè, đổ ra đi. Đó, cái chê đó các bạn nha. Cái chê cá thắt lát câu dính đó các bạn nha. Đó, cá không? Đó, cá bự bự không các bạn, cá chê bự bự không các bạn. Như được 2, 4, 5, 6 con cá chê. 3 con cá thắt lát nha các bạn. Nhớ đăng ký và chia sẻ cho Tấn nha. Rồi Tấn xin hết.